Liên quan đến thơ nè, nhìn kỹ nè, x cộng x bằng gà cộng gà ra mấy con gà, kẹp hiểu không? X cộng x ra 2x, giống như con gà cộng con gà ra 2 con gà, kẹp chưa? Tiếp tục 2x trừ x y chang nè, 2x trừ đi 1x thì giống như 2 con gà trừ đi 1 con gà ra bao nhiêu? Một con gà, một là ghi 1 nhân x, 2 là ghi x thôi, muốn ghi thế nào tùy. Kẹp. Tiếp tục. X mũ 2 nhân x mũ 3 phép gì? Phép nhân. Hai này cùng cơ số chưa? Rồi. Lấy mũ cộng nhân mũ cộng ra x mũ 5. Ví dụ 2 mũ 3 nhân 2 mũ 7 phép nhân đúng không? Cơ số giống nhau chưa? Rồi. Lấy mũ cộng 2 mũ 10 kẹp phép chia x mũ 5 chia cho x mũ 2 chia đúng không? Cùng cơ số chưa? Rồi. Lấy mũ trừ ra x mũ 3. Ví dụ 2 mũ 7 chia 2 mũ 3 bằng chia mũ trừ 4. 2 mũ 4 kẹp mũ của mũ x mũ 2 tất cả mũ 3 mũ của mũ thì nhân ra x mũ nhân 6. Ví dụ 2 mũ 3 tất cả mũ 6 bằng mũ của mũ là nhân 2 mũ 10 3 nhân 6 mà 3 nhân 6 18. Cẩn thận kịp chưa, có hiểu không hay là lấy ví dụ tiếp? Chắc ví dụ tiếp đúng không? Ví dụ nhớ cẩn thận, mình nhớ nhân là mũ gì, nhân là mũ cộng chia thì mũ gì trừ, còn mũ của mũ là nhân, nhớ những cái thuật đó. Quên nãy.